Chị tới đây chưa? Ừ, nhanh rồi. Sao em đi vào đây này? Chị cho mọi người ơi. Chị hai lấy đi chứ. Xin bác. Bác ạ. Đây em. Chị hai ơi. Cháo này phải khô tí. Mình đóng bưng chị thôi đó, cái kìa mất. Ngon quá. À, lấy cho chị cái kéo để chị cắt bớt thịt ra đi, cái nào to thì cắt hết. Ờ, cho em thêm xiên đi. Vâng, anh chị. Anh ơi, cho em lại đây không?